Người dân Việt Nam kỳ thị Trung Quốc. Thật ra Mỹ còn tồi hơn Trung Quốc. Câu đó là có lý. Câu đó rất có lý. Quý vị phải nhìn thấy rằng hiện tại vẫn phải đi gỡ mìn mà. Mìn còn ở trên đồng ruộng của Việt Nam, bom còn ở trên đồng ruộng của Việt Nam. Di sản chất độc da cam vẫn còn ở trong những người dân Đà Nẵng, Biên Hòa. Đó. Những nấm mộ Trường Sơn còn có những hài cốt mà chưa tìm được. Nhiều gia đình chưa nhận được những cái hài cốt của con cái mình hy sinh trong cái cuộc chiến này. Đa số người dân Việt Nam, kể cả chính ông cựu đại sứ Việt Nam Tess Ossis đã từng nói và cũng nhiều người khác đã lặp lại nhiều lần, là trên 90% người dân Việt Nam thích Mỹ. Còn cái con số mà thích Trung Quốc thì rất ít. Không lẽ ông nghĩ rằng là 90% trên 90% dân số Việt Nam không sáng suốt như cái nhận định của ông hay sao? Khi mà đó nói là Mỹ tồi hơn Trung Quốc, thưa ông. Đó là ông Ted Sert mới nói thôi. Và nếu mà ông ấy làm một cái cuộc, làm một cái thống kê thì ông phải cho nó biết rằng những cái thành phần như thế nào là thích. Thế ông phải làm thống kê chứ mới nói suông, nói gì. Bây giờ nói rất rõ này. Cái giới trẻ đó là nó rất, rất thích đi Mỹ. Phải không nào? Bởi vì qua Mỹ là có đầy đủ những cái điều kiện mà ăn xài cái gì cũng tốt, cũng hào nhoáng. Job thì nó có thể rằng lương nhiều chẳng hạn. Thế nhưng mà khi đi vào thực tế ở Mỹ này thì chúng ta thấy nhiều cô cậu qua đến đây. Nói phải tội, có những cái cô qua đến đây không đi làm neo được, rồi không có nghề nghề này nghề kia được thì phải đi làm một cái nghề mà ở quận Cam đã từng bắt đấy, phải không nào? Còn người Việt Nam hiện tại thì với cái điều kiện của đất nước Việt Nam mà họ qua được đến Mỹ thì giống như là họ bước đến thiên đàng về vật chất, nhưng mà đổi lại cái thiên đàng vật chất đấy thì nó lại sẽ có những cái giây phút nó ngậm ngùi nhớ cô hương. Như bản thân tôi, vì những cái mà điều tôi nói, vì những cái mâu thuẫn về chính trị, về những cái điều kiện mà đối kháng của lịch sử, tôi phải ra đi. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng có những lúc mình lái xe đi xa, mình qua một cái cầu, mình dừng xe ở một cái chỗ mà mình nhìn xuống cái dòng sông, thì mình cũng ngậm ngùi khi nghĩ đến những cái bài thơ người ta nói là Nhật mộ hương quan hạ sứ thị, Yên ba giang thượng sử nhân sầm. Tức là cái chiều tà nó xuống rồi. Quê hương mình ở đâu? Trên sông khói sóng, nhìn khói sóng mà thấy lòng mình buồn vô hạn. Thì quý vị phải hiểu cái vấn đề của người ta thích hay không thích. Là người ta thích cái hào nhoáng về vật chất. Người ta thích vì người ta có một cái điều kiện để thoát khỏi cái cuộc sống bức bách. Nhưng mà rồi đến khi mà thoát khỏi cái đó rồi, người ta mới đối diện với cái sự thôi thúc của tâm hồn mình. Thành ra cái thích và không thích nó không diễn tả được hết. Là Mỹ hay hơn Trung Hoa. Bởi vì người ta đã hiểu Mỹ là... Nhưng mà trên thực tế thưa ông, không phải là nước nào cả mà chúng ta thấy rõ ràng là giữa Mỹ với lại Trung Quốc thì người Việt Nam đi qua định cư ở Mỹ nhiều hơn. Học sinh đi qua du học ở Mỹ nhiều hơn là đi qua Trung Quốc. Thậm chí chính bản thân người Trung Quốc cũng qua Mỹ định cư nhiều hơn là người Mỹ qua Trung Quốc định cư, thưa ông. Thì cái mệnh đề gọi là Trung Quốc, Mỹ tồi hơn Trung Quốc e rằng nó khó đứng vững ạ. Mình không nói rằng Mỹ tồi hơn Trung Quốc, mình không nói cái điều đó. Nhưng mà mình bảo rằng thích hay không thích theo cái cách của ông Ted Olson mới nói. Ông nói là bởi vì ông là một đại sứ và ông là một người Mỹ. Ông nói với cái niềm kiêu hãnh của người Mỹ, phải không nào? Thế còn
cái người Việt Nam mình á thì nó lại có một cái tâm lý như thế này. Có những người đang đuổi theo vật chất để thoát khỏi cái cuộc sống nghèo hèn của mình thì người ta rất là thích mỹ, không? Và có những cái người mà người ta có nương cháu cha, mẹ tiền tham nhũng nhiều quá, chuyển qua Mỹ để cho họ qua Mỹ họ xài phá, thì họ cũng chỉ thích Mỹ ở một cái giai đoạn để phá phách nào đó và phát triển cái sở hữu của cha ông họ dựng lên cho họ thôi. Nhưng mà rồi họ cũng vẫn về Việt Nam, họ cũng vẫn là ở Việt Nam, là bởi vì ở Việt Nam họ có thần có thế có uy. Anh em mình không có thể nói cái thích hay không thích đó là nó thể hiện một cái điều gì, nó không thể hiện cái gì cả. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đâu đó đây, cái sự so sánh, cái cặp phạm trù so sánh nó là giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ tồi hay là Trung Quốc tồi. Thì bây giờ tôi cũng nhân đây cũng lại thêm một lần nữa, gọi là trưng cầu dân ý. Nếu mà khán giả thích Trung Quốc thì đánh chữ thích Trung Quốc đi, khỏi mất công đánh số để nhầm lẫn. Thích Mỹ thì đánh chữ thích Mỹ, đánh thích Trung Quốc rồi đó, đánh chữ thích Trung Quốc, để chúng ta xem coi coi là mọi người sẽ đánh giá như thế nào về cái câu của khán giả Hải Nguyễn Văn là người dân Việt Nam kỳ thị Trung Quốc, thật ra Mỹ còn tồi hơn Trung Quốc. Thì mọi người cứ cho ý kiến, thích Trung Quốc thì đánh Trung Quốc mà thích Mỹ thì đánh chữ thích Mỹ. Xin mời mọi người. Một vài câu nữa thưa ông. Tiếp tục. Chí Nguyễn Minh nói rằng là ông về hỏi tướng Trương Giang Long nhé, xem Trung Quốc thế nào. Ông Trương Giang Long cũng nói là kệ ông ấy chứ ăn thua đến tôi. AOTV lãnh đạo Việt Nam họ cũng rất hiểu và luôn đề phòng Trung Quốc, mặc dù họ vẫn chơi, vẫn quan hệ, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thế nó là cái chuyện thường thôi. Hải Thanh, ông Sơn cho hỏi, Trung Quốc xây đắp mấy đảo ăn cướp của Việt Nam bằng vật liệu lấy ở đâu, ông biết không? Những cái lặt vặt đó thì tôi đâu có tìm hiểu cái đó làm chi. Thế thì bỏ cái phần gọi là lấy vật liệu ở đâu là không không bàn tới đi, nhưng mà cái vấn đề mà Trung Quốc xây đắp, tức là cải tạo đảo, mấy cái đảo gọi là ăn cướp của Việt Nam, thì ông có thấy cái điều đó hay không? Khi Nếu mà mà nó họ cướp của Việt Nam ấy thì cái vấn đề quan trọng là Việt Nam phải lấy lại. Tại sao mình lại chỉ có khoanh tay mà mình ngồi đó? Nếu mà mình ngồi đó mình khoanh tay thì chuyện nó đã rồi. Và người ta sẽ được một cái điều kiện là cái khi mà nói chuyện về những cái đảo đấy thì người ta thực hiện cái quyền sở hữu liên tục. Mà quý vị đã hiểu gì về luật biển đâu? Có thể rằng trước kia đó là những cái hòn đảo đó là rõ ràng là cái thời xa xưa, thời cũ là mình nhận là của mình. Đó. Hoặc là cái thời Việt Nam Cộng Hòa mình nhận là của mình. Nhưng mà cái khi mà cái thời mà người ta sử dụng cái luật biển là UNCLOS, cái công ước về biển ấy, thì nó lại khác đi rồi. Từ cái thời này ấy, chưa ký hiệp định về phân định lãnh hải ấy, thì hòn đảo nó là của mình. Nhưng mà khi ký cái hiệp định phân định lãnh hải rồi ấy, thì người ta chiếu theo cái những cái đường mà lãnh hải mà phân định đấy, người ta quy chiếu vào những cái phương pháp mà đồ họa, thì những cái hòn đảo đó lại không còn nằm trong cái lãnh hải của mình nữa. Quý vị không hiểu cái chuyện đó. Như tụi tôi đã nói đấy, nếu mà theo cái đường lãnh hải mà hiện nay thì ở quần đảo Hoàng Sa mình chỉ có một cái đảo Chi Tôn là còn nằm trong cái
nằm trong cái vùng đặc quyền khai thác của Việt Nam thôi, vùng đặc quyền kinh tế thôi, chứ cái đó nó không gọi là lãnh hải. Những cái đường mà trên biển đó là nó có đường nội thủy nè, rồi cái đường lãnh hải nè, và sau đó là vùng đặc quyền kinh tế, chứ đâu có phải là mình cứ nói lãnh hải không? Vùng đặc quyền kinh tế thì nó có cái sự chồng lấn, là bởi vì các quốc gia nó có cái vấn đề thềm lục địa nó khác nhau. Đó. Nó khảo sát về thềm lục địa nó khác nhau, mà có mấy quốc gia nó khảo sát đầy đủ. Thế còn nếu chúng ta căn cứ về những cái vấn đề lịch sử đấy, thì nếu chúng ta đưa cái vấn đề lịch sử là chúng ta có những cái bản đồ chứng minh rằng đó là của Việt Nam, và có những cái bản đồ nó đã từ thời lịch sử xa xưa, thì thực tế chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ và chúng tôi thấy rằng chính Trung Hoa nó mới có những cái bản đồ lịch sử xa xưa hơn mình, bởi vì ngày xưa mình là thuộc quốc của nó. Anh những cái bản đồ mà xa xưa nhất của Trung Hoa nó chứng minh rằng cái đảo đó là của nó, nên nó có nhiều hơn mình. Nếu mà ra tòa án quốc tế thì mình ngọc, vì lẽ đó chính phủ không kiện nó là đúng thôi, hiểu không? Cái gì hiểu không? Tại sao Philippines nó kiện mà mình không kiện? Đó là cái vấn đề đó.